Tài Bùi Tiến Dũng đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Tấn Tài sang đá bên phải. Đây là vị trí mà Tấn Tài đã chơi ở vòng loại giải U23 châu Á. Thế trận đá rất khác sau khi Việt Nam có 3 sự ra đổi người. Samin tỏ ra rất kinh nghiệm và khôn ngoan ở những tình huống đối mặt với các cầu thủ Việt Nam. Một tình huống nhìn một phía và nhìn truyền một phía của Trọng Đại. Trọng Đại là cầu thủ có nền tảng kỹ thuật rất tốt. Một khoảng hở bên cánh phải. Rất may đầu tấn tài đã kịp cản phá. Đó là tình huống mà chúng ta không nên để lặp lại. Cầu thủ đá cánh và trung vệ phải phối hợp tốt hơn. U23 Việt Nam chuẩn bị thay cầu thủ thứ tư, Trần Đức Nam số 17 vào sân. Đây là cầu thủ ghi 2 bàn ở chung kết giải U21 báo thanh niên quốc tế năm ngoái trong trận đấu gặp chính đối thủ Myanmar. Trận đấu mà sau khi hòa 2 đều, Việt Nam đã thắng từ chấm phạt đền. Đức Nam vào sân thay cho Hoàng Đức. Mỗi bên đã thay 4 cầu thủ. Quy định của ban tổ chức trận đấu thì ngày hôm nay mỗi đội thay tối đa 10 cầu thủ. Rõ ràng việc thay được 10 cầu thủ là rất tốt để hai đội có thể thử nghiệm đội hình. Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài là cầu thủ gốc Bình Định, một hậu vệ công thủ toàn diện. Myanmar.
ra sự liên lạc. Thực sự là một điểm tựa. Đường truyền của trọng tài hơi mạnh. Myanmar là người đã thi đấu chính thức cho U21 Myanmar tại giải World Cup Thế vận thanh niên năm ngoái. Cho đến thời điểm này thì đội trưởng Thisamin đã chơi có thể nói là ấn tượng trong vai trò người giữ hôn.
Samin. Chữ Samin chính là cầu thủ hay nhất của Myanmar đến lúc này. Cú đá cận chân nhưng chữ Samin đã kịp ngoài người cản phá. Một đường bóng đi quặp vào trong cầu môn khá nguy hiểm. Việt Nam chuẩn bị thay cầu thủ thứ 5. Bên phía U Việt Nam vào sân là Lê Ngọc Bảo, cầu thủ của Phú Hiến. Trong sân Thành Thịnh, Lê Ngọc Bảo là cầu thủ trưởng thành từ lò PVF, hiện nay chơi cho câu lạc bộ Phố Hiến. Ngọc Bảo vào sân thay cho Viết Kiều. Sự thay đổi hàng phòng ngự, Thang Quảng Ninh Viết Chiều đã rời sân. Bùi Tiến Dũng chuyền về cho người anh trai Bùi Tiến Dũng, không hợp lý. Số 1-0 nghiêng về Việt Nam vẫn rất mong manh. Ngoài bàn thắng duy nhất lúc này của Việt Hưng thì U23 Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Trong hiệp 1 bóng đá hai lần trúng cầu môn của thủ môn Thích Samin. Thích Samin cũng đã xuất sắc ở trận đấu ngày hôm nay. Đưa bóng vào! Rất nhanh! Trận đấu được đưa lên 2-0. Đến lần này thì Thích Samin đã không thể cứu thua được nữa. Pha bóng nhanh như điện xẹt của U23 Việt Nam. Rất hay. Pha ghi bàn của Tiến Linh.
pha dứt điểm của tiền đạo Win Anh Tun không chính xác. Win Anh Tun đã phản cho giải vàng, anh đã phản ứng. Trận đấu đã có 3 thẻ vàng đều dành cho U23 Myanmar. Tên của Trần Đức Nam
U23 Việt Nam. Thẻ vàng của Trọng Đại. Đến lúc này Myanmar đã phải nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Đây là phút thứ 82, cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn 2-0 với các bàn thắng của Việt Hưng và Tiến Linh. Sân đều đã chơi rất nỗ lực. Pha cản phá của Tiến Dũng. Trọng Đại.
có dịp thử sức trong bối cảnh mà khá nhiều cầu thủ đang được tăng cường cho tuyển, thì đây là một cơ hội tốt để nhiều cầu thủ trẻ có dịp chứng tỏ khả năng của mình. Myanmar đã làm lại và bước đầu gặt hái những thành công.
Đức Nam. Martin Law đã tung ra cú đá từ xa bất ngờ và rất chính xác. Nói chính xác thì rất uy lực, đường nét. Chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Tình huống hy hữu. Trong đáy sự thay đổi người thứ 9 bên phía U23 Myanmar, và sân là số 13 Mio Minfio, rời sân là Yemithu. Trong ba cầu thủ Myanmar còn lại ở đường xuất phát, Bùi Tiến Dũng băng ra kỹ thôi. Trận đấu không bận rộn lắm của Bùi Tiến Dũng. Đến lúc này U23 Myanmar đã thay 8 cầu thủ. Cầu thủ số 15 Ted Fuwai vào sân thay người và sau đó lại rời sân. Những giây cuối cùng. Đã rút thẻ đỏ. Những giây cuối cùng và chiếc thẻ đỏ thứ hai trong trận đấu được rút ra. Rất đáng tiếc cho thẻ đỏ của Trọng Huy, cầu thủ của Bình Dương. Tiền vệ Trọng Huy đã phải nhận thẻ đỏ. Mỗi bên đã phải nhận một thẻ đỏ. Trọng Huy đã vào bóng nguy hiểm ngay trong sự quan sát của trọng tài người Thái Lan Sivakorn Kulong. Trận đấu đã có 5 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Chính ở trận chung kết tại Thường Châu, U23 Việt Nam và Uzbekistan. Hiệp một trận đấu đã bắt đầu. Diễn ra sớm hơn 15 phút so với trận đấu này là cuộc đấu sức trên sân Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Cuộc đấu sức giữa hai đội